Xin mời vị tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý trong chương trình tin sáng ngày 11 tháng 9 trên kênh FBC. Trước thông tin Bộ Tài chính đề xuất triển khai đánh thuế khi sở hữu nhà ở thứ hai trở đi thì đại diện lãnh đạo bộ này đã khẳng định chưa đưa ra nội dung này trong các sự thảo về thuế thời gian gần đây. Theo Bộ trưởng Vụ Chính sách Thuế Bộ Tài chính Phạm Đình Thi, trong định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 có đề cập đến việc nghiên cứu áp dụng thuế tài sản Tuy nhiên, trước thông tin đề xuất triển khai đánh thuế khi sở hữu nhà ở thứ hai trở đi, ông Phạm Đình Thi cũng khẳng định Bộ Tài chính chưa đưa ra nội dung này, tất cả vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, chưa có gì cụ thể. Trên thực tế, Việt Nam hiện chưa có các sắc thuế tài sản riêng hoặc thuế bất động sản, nhưng đã có các chính sách thuế chính liên quan đến tài sản. Tuy nhiên, chính sách thuế liên quan đến tài sản hiện nay chưa đáp ứng được vai trò là một trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Do vậy, đề xuất đánh thuế tài sản liên ngôi nhà thứ hai trở đi đang trở thành đề tài rất được quan tâm thời gian gần đây. Để chấn chỉnh tình trạng chây ì của chủ đầu tư trong việc thành lập ban quản trị nhà trung cư và bàn giao kinh phí bảo trì, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thời gian qua việc triển khai thực hiện quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố chưa thực hiện hiệu quả. Hầu hết các chủ đầu tư còn chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập ban quản trị, tình trạng tranh chấp giữa các chủ đầu tư và các chủ sở hữu, nhà chung cư về diện tích thuộc phần sở hữu chung như là nơi để xe máy, xe đạp diễn ra phổ biến. Thu phí dịch vụ trong giữ xe ở một số nhà chung cư chưa đúng quy định của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống kê hiện toàn thành phố mới có khoảng 40% số chung cư đã bàn giao thành lập ban quản trị nhà chung cư. Để khắc phục tình trạng này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư ngay sau khi đủ điều kiện phải tổ chức thành lập ban quản trị nhà chung cư, bàn giao 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho ban quản trị theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã có nhà chung cư tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong quản lý nhà chung cư theo thẩm quyền. Sau cơn sốt Condotel thì nay đất nền giá rẻ đang là một trào lưu mới của giới đầu tư tại Đà Nẵng. Gần đây dự án đất nền dưới 1 tỷ đồng mỗi nền đất liên tục được bung hàng ra thị trường Đà Nẵng. Hai khu vực được nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay là khu Nam và khu Tây Bắc với hàng loạt các dự án đất nền, khu đô thị được tung ra tại thị trường Đà Nẵng. Khu vực phía Nam Đà Nẵng đang được quy hoạch sẽ là nơi tập trung và là vùng phát triển của các khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao của thành phố chính vì thế hàng loạt các dự án khu đô thị mới ở khu vực này đang được đầu tư tạo thành một chuỗi đô thị dọc sông cổ cò đại diện một số sàn bất động sản khu vực này cho biết thị trường thời gian qua ở đà nẵng đã phát triển khá mạnh phân khúc đất nền giá rẻ nhà đầu tư ở khắp nơi đổ về giao dịch khiến các dự án mở bán khá sôi động theo đánh giá của các nhà đầu tư tiện ích và cơ sở hạ tầng đồng bộ của đà nẵng là hai yếu tố chính khiến họ đầu tư vào nơi này Riêng tại khu vực phía tây bắc của Đà Nẵng, giá đất nền rụt rịch tăng trong 3 tháng trở lại đây. Nhiều lô đất tăng giao động từ 50 cho tới 100 triệu đồng cho một lô đất. Thực vị theo thông tin mới nhất trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ áp dụng và vận hành hệ thống xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại các thành phố, tỉnh, trực thuộc trung ương thực tế hiện nay nhiều công ty nghiên cứu thị trường tự đưa ra những bản báo cáo tình hình thị trường cả nước nhưng có sự bên nhau thậm chí không chính xác khiến người mua nhà như lạc vào ma trận của những thông tin liên quan tới vấn đề này vì thế để giải quyết tình trạng trên hiện nay bộ xây dựng đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm kết nối đến sở xây dựng các địa phương phục vụ việc quản lý vận hành khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được kết nối trực tuyến giữa các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương giữa trung ương với cấp tỉnh. Theo dự thảo, có thể khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua các hình thức như trên mạng internet, qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quy định vân vân. Dự kiến trong tháng 9 năm 2017, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức đoàn công tác làm việc trực tiếp với một số địa phương trọng điểm để hướng dẫn triển khai và tạo lập dữ liệu ban đầu. Để giải quyết bài toán quá tải về hạ tầng giao thông hiện nay của thành phố thì mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ xem xét hạn chế việc xây dựng chung cư cao ốc ở các tuyến đường đông dân cư của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét và không giải quyết cấp giấy phép xây dựng cho những công trình cao ốc tập trung đông người trên các trục đường khu vực chưa đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt. Các dự án chung cư phải được đối chiếu với các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao vân vân. Riêng những dự án nào có vị trí phù hợp với quy hoạch mới được giao đất, chấp thuận chủ đầu tư và cấp phép xây dựng. Từ khi thị trường bất động sản ấm trở lại, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hàng loạt các dự án chung cư được xây dựng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra quá tải về hạ tầng, giao thông và chỉ tiêu dân số. Do đó, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hạn chế các phép chung cư như thông báo được các chuyên gia đánh giá là biện pháp giúp cho thị trường bất động sản có sự phát triển đồng đều, bền vững. Savills South Châu Á Thái Bình Dương đã kết hợp cùng Onyx Hospitality tổ chức chương trình thứ hai trong chuỗi sự kiện Meet The Experts hội ngộ chuyên gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện này thì đại diện của Savills South đã nêu bật 4 xu hướng chính tác động đến thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo Savills, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam đang chịu sự tác động chính của 4 xu hướng Xu hướng đầu tiên là sự tăng trưởng nhanh chóng của nhóm thu nhập trung bình, từ đó dẫn đến sự đô thị hóa và xuất hiện của các siêu đô thị. Theo số liệu thống kê, hơn 55% dân số Việt Nam sống tại các thành thị trong vòng 10 năm tiếp theo. Sự gia tăng mật độ dân số dẫn đến giá đất leo thang và nhu cầu đối với các loại hình bất động sản với mức giá hợp lý. Vì vậy, người tiêu dùng ngày càng chấp nhận các sản phẩm lưu trú với diện tích nhỏ hơn nhưng được chú trọng thiết kế thông minh và tối ưu hóa không gian một cách hiệu quả. Một trong các xu hướng chính là sự trỗi dậy của thế hệ Millennial được sinh ra trong những năm 1980-1999 và hiện đang chiếm gần 40% dân số Việt Nam. Thế hệ này hiện đang là đối tượng quan trọng trong ngành bất động sản nghỉ dưỡng do sự kết hợp của khả năng và thói quen chi tiêu và là những đối tượng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe cũng như vấn đề về môi trường. Để có thể thu hút nhóm đối tượng khách hàng này, chủ đầu tư cần chú trọng việc cung cấp đa dạng các lựa chọn ăn uống tốt cho sức khỏe cũng như có hoạt động ngoài trời, chương trình yoga và các trang bị, thiết bị fitness công nghệ cao. Họ không quá quan tâm về số lượng nhà hàng ăn uống trong khách sạn vì họ có xu hướng ưa chuộng trải nghiệm các ẩm thực địa phương. Xu hướng cuối cùng là sự đột phá trong công nghệ, với công nghệ nhận dạng, thực tế ảo và robot hóa sẽ giúp việc vận hành hiệu quả hơn. Gia tăng sự lệ thuộc và ứng dụng các công nghệ như tự động và bán tự động, nhân diện sinh trắc học và vận chuyển không người lái. Đại diện Savio Hotel cũng nhận định sự tác động của bốn xu hướng chính này là cơ hội cho những chủ đầu tư có khả năng và sẵn sàng thay đổi, kiến tạo dẫn đầu xu hướng với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Thực vị các thương hiệu thời trang quốc tế như H&M, Onavi gia nhập thị trường Việt Nam, kéo theo sự sôi động của thị trường bất động sản bán lẻ trong nửa cuối năm 2017, đặc biệt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có lượng tồn kho lớn mặt bằng bán lẻ như hiện nay để có cái nhìn tổng quan về thị trường bất động sản bán lẻ thì ông Alex Green, tổng giám đốc công ty tư vấn bất động sản Cashman Walkerfield Việt Nam sẽ nhận định chi tiết ngay sau đây. Chúng tôi đang theo dõi sự phát triển của loại hình bất động sản bán lẻ trong quý 3 và quý 4 của năm nay. Tương tự như thị trường bất động sản bán lẻ tại Hà Nội, chúng tôi ghi nhận sự tăng trưởng của nguồn cung loại hình này tại thành phố Hồ Chí Minh trong hai quý 3 và quý 4 của năm 2017. Chúng tôi ghi nhận sẽ có khoảng 200.000 m2 nguồn cung mặt bằng bán lẻ sẽ được tung ra thị trường. Nguồn cung gia tăng đã khiến lượng tồn kho bất động sản bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng từ 50% đến 60%. Trong đó 60% 100 lượng tồn kho nằm tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tiếp tục khang hiếm tại khu vực trung tâm thành phố, trong khi ở một số khu vực khác của thành phố, áp lực cho thuê vẫn tiếp diễn do nguồn cung mới gia tăng. Chúng tôi vẫn nhận thấy nhu cầu của người thuê quốc tế và trong nước với loại hình bất động sản bán lẻ vẫn còn rất lớn, và chúng tôi thấy có những tên tuổi bán lẻ quốc tế mới xuất hiện trên thị trường thời gian tới, chẳng hạn trong tòa nhà của chúng tôi vận hành, Vincom Center ngay trung tâm quận 1. Cửa hàng thời trang H&M đầu tiên sẽ mở cửa tại đây, hay tại Phú Mỹ Hưng sẽ có nhiều cửa hàng mới của các thương hiệu quốc tế gia nhập thị trường như thương hiệu thời trang Navy hay một thương hiệu nổi tiếng thế giới là chocolate Godiva của Mỹ. Chúng tôi cho rằng thời gian tới các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến sự tăng trưởng về nhu cầu thuê mướn mặt bằng bán lẻ của các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, trong khi nhu cầu thuê mặt bằng các thương hiệu thời trang thì ít hơn một chút.